Bài diễn cảm. Lời ăn năn cuối cùng. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, tôi sẽ từ giã căn phòng giam lạnh toát, chật chội tăm tối này, cũng như từ giã cuộc đời khốn nạn của tôi để ra đi vĩnh viễn. Trong im lặng, tôi chợt nhìn thấy hình ảnh người mẹ thân yêu yếu gầy hiện ra trong ký ức, và không sao ngăn được hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên má. Vậy là từ nay tôi không còn gặp lại mẹ nữa, không còn được nằm trong vòng tay thân yêu nồng ấm đã ấp ủ tôi suốt 17 năm trời, 17 năm trời khổ khó. Để giờ đây mẹ nhận được tin tôi sẽ bị tử hình, chắc mẹ buồn lắm. Tôi đã không nghe lời mẹ, đua đòi theo chúng bạn để rồi sa vào dòng tội lỗi trong lứa tuổi vị thành niên. Không bao giờ tôi quên hình ảnh mẹ trong phiên xử cuối cùng của tôi, khi thẩm phán quyết định hai tiếng tử hình đanh thép, khiến tôi thẫn thờ chết lặng đi. Còn mẹ thì gào thét trong tiếng khóc thảm thiết: hãy tha cho nó không có tội, chính tôi mới có tội. Tôi đã không dạy dỗ nó nên người, tôi có tội với ba nó, với nội nó. Lúc hai người áp giải tới đưa tôi đi, tôi chỉ kịp nói chới lại những lời ăn năn cuối cùng của một đứa con lầm đường lạc lối, hòa trong tiếng nấc nghẹn: má, con có tội với má, với ba, với nội. Con không xứng đáng làm con của má. Má hãy quên con đi, coi như chưa hề sinh ra con, chẳng chưa từng có đứa con như con. Có lẽ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ, được nghe mẹ nói: mong mẹ hiểu, tha thứ cho con, mãi mãi trong kiếp này và cả kiếp sau.